Huấn luyện viên Chu cho rằng Công Phượng, Văn Toàn vẫn nhỉnh hơn nhiều cầu thủ ở V-League. khi được phóng viên hỏi có cơ hội nào cho những cầu thủ ít được thi đấu ở câu lạc bộ như Văn Toàn, Công Phượng. Huấn luyện viên Chu Xie chia sẻ, trên thực tế, hiện tại không có cầu thủ Việt Nam nào thực sự thi đấu ở nước ngoài cả. Ở V-League, các tiền đạo nội trung bình cũng chỉ ghi được 2 đến 3 bàn thắng thôi. Về công phượng, Văn Toàn, tôi đánh giá còn quá sớm để gạt họ ra khỏi danh sách triệu tập bởi trình độ của họ vẫn nhỉnh hơn nhiều cầu thủ đang đá chính tại V-League. Bản thân tôi không muốn đánh mất họ. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng có thể mọi người không đánh giá cao công phượng, Văn Toàn nhưng phong độ của Tiến Linh hay Thanh Bình cũng không quá tốt.